Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Nhưng mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh khi xem video của mình, cũng coi như là để ủng hộ mình để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ cho một sản phẩm con lợn lộn trong những trang tạo bên cạnh em sẽ không bao giờ như vậy em. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cho một sản phẩm con dê các bạn. Xin chào tất cả các bạn nha. Video hôm nay mình sẽ tiếp tục con dê. Và cái em ở trên nhà bạn á, như vậy là con lợn lộn này thì là con lợn xin chào tất cả các bạn nhé. Còn đây sản phẩm con bọ cánh cam của mình, hiện đây là kết thúc của mình. Xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm con dê của mình cũng đã kết thúc. Xin chào tất cả các bạn nha. Vậy như vậy là mình đã tôn một phần mỏng luôn nhé. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm, những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng các bạn xem video của mình
thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình không biết nói gì hơn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé, đây chúng ta là bố con. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục sản phẩm keo lăn.